nhiều mẹ nghĩ rằng bé bị dụng tóc vành khăn là do thiếu canxi và thường mua canxi bổ sung cho bé tuy nhiên không phải trường hợp nào bé dụng tóc vành khăn cũng là do thiếu canxi mặt khác bổ sung canxi không đúng với nhu cầu của bé cũng khiến dư thừa vì thế hãy cùng tôi tìm hiểu bé bị dụng tóc vành khăn có phải do thiếu canxi hay không cũng như cách bổ sung canxi đúng cách cho trẻ nhé bé bị dụng tóc vành khăn nguyên nhân do đâu bé bị dụng tóc vành khăn do còi xương có rất nhiều biểu hiện khác nhau của việc còi xương không chỉ riêng rụng tóc vành khăn. Nhiều nghi vấn khác nhau xoay quanh việc bé rụng tóc vành khăn. Nhiều mẹ cho rằng bé rụng tóc vành khăn là do thiếu canxi, dẫn đến bé còi xương suy dinh dưỡng và rụng tóc vành khăn. Tuy nhiên còi xương có rất nhiều dấu hiệu khác nhau như bé ngủ không được ngon giấc, bé ngủ hay giật mình về ban đêm, phần thóp trên đỉnh đầu của bé bị lõm, biếng ăn và cân nặng nhẹ hơn những bé cùng độ tuổi xương sọ của bé mềm và hay bị lồi lõm bất thường. Bé chậm mọc răng, chậm biết lẫy, chậm biết bò và chậm cả biết đi. Thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón. Ngoài nguyên nhân bé còi xương khiến bé rụng tóc vành khăn ra thì còn những nguyên nhân khác khiến bé dụng tóc vành khăn cụ thể như sau. Bé bị rụng tóc vành khăn do tóc mỏng và bé nằm nhiều. Tóc mỗi bé là khác nhau. Có bé sinh ra tóc đã dày và tốt. Tuy nhiên có những bé sinh ra đã có ít tóc. Vì thế những em bé nào có tóc thưa mà hay nằm nhiều thì có thể dẫn tới tình trạng rụng tóc vành khăn không do nguyên nhân bệnh lý nào cả. Vì thế nếu em bé rụng tóc vành khăn mẹ cũng không nên quá lo lắng. Hãy quan sát tư thế nằm cũng như để ý xem bé có hay nằm không. Để có thể điều chỉnh tư thế và gối sao cho phù hợp với bé. Bé bị rụng tóc vành khăn do sử dụng thuốc. Trẻ em với hệ miễn dịch yếu thì rất hay phải sử dụng thuốc. Nhiều loại thuốc có tác dụng phụ gây rụng tóc vì thế khi sử dụng thuốc cho bé mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ cũng như tìm hiểu xem những tác dụng phụ có thể có của loại thuốc đó để phòng tránh cho con nhé bé bị rụng tóc vành khăn do bé bị nấm ra đầu nấm ra đầu là tình trạng hay gặp ở trẻ nhỏ khi bé bị nấm ra đầu sẽ tạo thành những mảng nấm to trên đầu khiến cho đầu bé bị ngứa ngáy và rụng tóc phần phía sau đầu vì thế mẹ hãy quan sát xem ngoài rụng tóc bé còn những biểu hiện lạ khác trên da đầu như bong chóc bé ngứa hay đau hay quấy khóc khó chịu thì có thể do bé bị nấm mẹ nhé bé bị rụng tóc vành khăn do thói quen hay giật tóc trên đầu trẻ có thói quen hay giật những thứ trên cơ thể mình ví dụ như quần áo đầu tóc thói quen đấy sẽ không gây hại gì cho trẻ cho đến khi bé làm đau chính bản thân mình việc giật tóc rụng sẽ làm cho bé mất một phần tóc trên đầu và có thể bé giật phía sau đầu gây rụng tóc vành khăn nhiều mẹ không biết con bị bệnh gì mà lại gây rụng tóc vị trí đó thì có thể xem xét nguyên nhân này bé bị rụng tóc vành khăn nên làm gì tương ứng với các nguyên nhân thì sẽ có những biện pháp tương ứng tuy nhiên nếu bạn quan sát cũng như áp dụng những biện pháp trên mà bé vẫn không cải thiện tình trạng rụng tóc vành khăn ngoài ra bé còn có thêm những biểu hiện như bé chậm mọc răng mọc răng không cân đối như những trẻ khác chậm biết lẫy biết bò và biết đi thóp trên đỉnh đầu bé mềm và lâu liền thóp lại bé nhẹ cân biếng ăn hơn những đứa trẻ cùng tuổi xương cổ tay bé phình to ra hai bên đêm ngủ bé hay giật mình ngủ không được ngon giấc bé hay ra mồ hôi trộm về ban đêm khi bé dụng tóc vành khăn kèm theo những biểu hiện như trên thì mẹ hãy nghĩ ngay đến việc bổ sung canxi và vitamin d cho bé nhé vì khả năng cao trường hợp này bé đang bị dụng tóc vành khăn do thiếu vitamin d và canxi bổ sung canxi vitamin D3 và K2 cho bé bị rụng tóc vành khăn. Tại sao phải bổ sung canxi cùng D3 và K2? Vì D3 hỗ trợ vận chuyển canxi vào máu, còn K2 giúp vận chuyển tiếp canxi từ máu vào đến xương. Bổ sung canxi D3 và K2 từ Amoma Canxi um Kit, với thành phần gồm có Canxi chiết xuất từ sữa giúp bé dễ dàng hấp thu được lysine, kẽm gluconat, vitamin D3, vitamin K2 hay còn gọi là MK7, Công dụng của Amoma Calcium Kit là Bổ sung canxi từ sữa, vitamin D3 và vitamin K2, giúp xương và răng chắc khỏe. Hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đối tượng sử dụng Trẻ còi xương chậm lớn, trẻ đang trong giai đoạn phát triển, trẻ đang có nhu cầu bổ sung canxi. Cách sử dụng Uống mỗi lần 10ml, ngày uống từ 2 đến 3 lần. Xé gói dùng trực tiếp hoặc đổ ra cốc và dùng sau khi ăn. Sản phẩm này có đặc điểm gì nổi bật? Cung cấp canxi từ sữa, đây là loại canxi dễ dàng sử dụng. Không gây cảm giác khó chịu khi uống cho bé và không gây táo bón. Bổ sung thêm D3 và K2 tăng cường hấp thu canxi từ máu vào xương. Có thêm lysine là một axit amin cần thiết cho cơ thể. Lysine cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải cung cấp từ bên ngoài. Cũng giống như vitamin D3 thì lysine cũng là một chất dẫn truyền vì vậy bổ sung ly xin ngoài tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng còn giúp tăng cường vận chuyển canxi vào máu tốt hơn tóm lại hiện tượng bé bị dụng tóc vành khăn là khá thường gặp trong đó nhiều trường hợp là do thiếu canxi và vitamin d do vậy cha mẹ hãy chú ý bổ sung thêm canxi và vitamin d cho con nhé Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.